Hùng biết tuốt đã tư vấn về vợt, tip về cầu lông. Thế còn video kỹ thuật thì ai được nhỉ? Cái này anh làm được. Với các em chưa biết thì đây là Phạm Hồng Nam, là vận động viên chuyên nghiệp top 1 đôi nam trong 10 năm qua. Với kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp gần 20 năm, đạt được khá nhiều thành tích lớn ở trong nước cũng như là ở khu vực. Và sau một thời gian dài ấp ủ thì hiện Nam đang kết hợp cùng team Thế Giới Cầu Lông, hứa hẹn trong tương lai sẽ đem đến cho anh em những chủ đề mới và những tip để anh em có thể chơi cầu hay hơn. Background này đã đủ uy tín cho anh em.